chào khán giả kênh Khương Dừa. Hiện tại Khương Dừa đang có mặt ở phim trường Big Sale, đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là phim trường để ghi hình chương trình Thách Thức Tranh Hài. Hôm nay thì Khương Dừa ghi hình Thách Thức Tranh Hài đợt 2. Khương Dừa ghi hình đợt này nữa là xong Thách Thức Tranh Hài mùa 6 cho quý diễn giả. Và bây giờ trước khi vào chương trình thì Khương Dừa sẽ vô phòng của ban giám khảo gặp anh Trấn Thành, anh Trường Giang và Ngô Huy để Khương Dừa trò chuyện giới thiệu cho mọi người nha. Dạ chào anh Thành, khỏe hả? Không nói chuyện không? Không nói chuyện anh phải. Không cười không nói chuyện phải. Tâm sự với ảnh được. Trấn Thành, không nói chuyện với em. Em giới thiệu với khán giả, tính nói chuyện, giới thiệu chương trình Thích Tranh Hài mà không chịu nói chuyện. Ủa sao lùng em ta? Cho tập cái nha anh. Ta làm cái chân thôi bị ngắn này gì nè. Không, ảnh Thành mà. Giúp anh Tấn Thành. Anh cũng thân thiện ha. Anh mà hiền khô mà không nói gì như vậy. Ôi mà làm gì cũng được. Ê, bậy. Chị kỳ quá à. Không nhận, ông thường ngàn nói nhiều lắm mà ta. Hôm nay hiền khô ha. Hiền khô không nói gì. Chỗ đích gái nha. Đập, bọc, bọc, bọc. Gừng hết đi. Đó. Quý vị các bạn thân mến, đây là một vị giám khảo rất là thân thiện với khán giả nha quý vị khán giả. Ảnh là sao? Thường ngày nói nhiều nhưng hôm nay không nói gì hết. Đó. Mình đứng đây làm được nấu ổng cũng ổng được. Rồi bây giờ Khương Dừa sẽ đi vô gặp Ngô Huy nha quý vị khán giả. Đây, Ngô Huy nè. Nội ông buồn gì mà đứng giữa. Con khóc à. Đứng giữa thùng rác kìa trời. Trời ơi. Thôi đây là hàng khác thôi, mình sẽ đi vô trong để mình dọn nè. Đây xe Ngô Quốc Huy tới rồi. Trấn Thành, Trấn Thành. Xe anh Trấn Thành tới rồi. Anh đang vô trong phòng make up. Còn chị Giang chưa tới. Hôm qua mới ghi hình chương trình Trọng Hải hôm 12 giờ khuya mới xong quý vị vậy. Còn ngủ không? Hơi lý của anh Trấn Thành. Không, bây giờ Khương Dừa sẽ đi vô phòng thí sinh trước thôi quý vị nha. Thì cái khu lầu nữa. Đi vô mình gặp nữa. Đây là các bạn thí sinh với lại các bạn kết ekip sản xuất ăn cơm. Trưa cơm trưa nay là có cá, với thịt kho, ngon ha. Bữa nay nhận hấp dẫn quý vị rồi. Đây là các bạn thí sinh, với là các bạn ekip. Các bạn thí sinh nếu ekip các bạn thí sinh tới chương trình này thì ban tổ chức sẽ chuẩn bị cơm sẵn cho các bạn thí sinh luôn. Chỉ cần ở trong đây ăn cơm rồi sắp tới giờ ngồi ăn thêm 500 triệu. Nó qua dùm em. Đang quay cảnh hậu trường của thằng sư phụ. Đứa nào thấy đầu sổ quá vậy?
làm gì mà là hơi lố à? Hả? Anh thấy nó hơi 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 cắm mặt một xíu nha. Thấy dư dư sao bỏ vô luôn hả? Thấy dư dư sao bỏ vô luôn vậy hả? Cái này thì cái gì có nặng không? Có cắm đầu không? Không, cái đó là của cái quả. Cái gì nhỏng hả? À? Dạ. Cái gì nước không ạ? À? Nước hả? Ồ, em làm đẹp ghê chứ. Rồi cái gì? Này làm chương trình hóa trang là ok luôn á. Rồi bây giờ cũng về xuống. Lời rồi. Thôi nhá. Chứ là làm chết đó. Ủa quên cơm hả? Cơm nữa hả? Nghe lấy đi. Đấy ngay số nữa, số nữa. Thôi, số nữa. Số nữa. Đây là một bên là Atifan với đây một là bên Atifan, đây là Atifan, đây là Phan với Ngô Huy, đây là anh Trường Giang dẫn đầu, đây là anh Trân Thành dẫn đầu. Nhưng mà cả hai bên đều là fan của anh. Đúng. Cảm ơn. Giờ điều thương. Rồi bây giờ mình vô phim trường với diễn giả. Phim trường đã sẵn sàng. Khán giả đang ngồi đưa tay. Dễ gì? Tại đang sáng rồi đâu, chưa đâu. Chưa giờ vậy. Chỉ chờ MC với lại anh Tiến Hành với Trường Giang vô nữa xong. Mọi người coi trên chương trình nữa. Sau là truyền thống mình ở đây vậy đó. Khán giả này là mình phải mời họ được tới ngồi. Tại vì mình phải ngồi như vậy để ổn định. Để có khán giả ngồi xuyên suốt chương trình, chứ khách mà khán giả mà yêu thích chương trình tới mời ngồi tới ngồi họ ngồi không lâu sẽ bị trống sân khấu. Kiên làm gì kia? À, đây Kiên vừa mới ghi hình trong ngày mai xong giờ chuyển qua thách thức bên này. Nguyên như kiếp của con vừa là tháng này là bào bào nguyên tháng luôn cái gì vậy? Hơi bị đuối rồi. Còn 3 ngày nữa là xong, với lại con vừa sẽ ghi hình một đợt điểm mãi hôm nay nữa là coi như là năm nay đã show coi như hoàn thành. Cuối năm sản xuất khoảng phim Tết nữa là ok. Hôm qua trong ngày hôm nay vui không? Vui đó, mới vui. Tuần tới là chương trình trong ngày hôm nay thứ bảy tuần này là có một cái tập rất là bất ngờ nha quý vị khán giả, nhớ đón xem. Kiên là đóng vai một cái anh chàng, một cô gái diễn phụ thôi. Mọi người nhớ đón xem nha, tập tuần này bảo đảm vui luôn. Rồi bắt là bất ngờ nhưng không gì chưa chia sẻ được. Ở chỗ này là chỗ để thí sinh đi lên. Đây, đám thí sinh hàng ngày này. Đây, mở cửa ra, còn bên kia là cửa bên phải đâu có gì vậy? Mở cửa ra, mở cửa vô. Đó, mọi người rất là sợ cái cửa bên đó. Vừa mới ghi hình khán giả xong, ghi hình khán giả cổ vũ á, để mình về mình chèn hình vô, mình đi ra phòng hôm nay. Dạ em đang sắp đổ lại tại này đấy. Các bạn ơi, đó, cổng này là cảnh cổng quẹo phải này, ai cũng sợ nè, cảnh này. Cổng này là anh Trường Giang, anh sẽ đi ra đây. Yo, yo.
Anh đang làm âm thanh. Ủa có mấy xếp lên thôi. Tăng cái hảo là cũng luôn bạn thảo 3 cái không? Bạn thảo 2 cái. Em xin 1 cái. Còn gì 5 cái. Bạn thảo 2 cái. MC là xài wireless luôn hả? Bỏ ra đi. MC xài wireless. Vậy là 3 cái là còn 5. 5 cái. Ừ. Có mít thua không? Không. Có mít cầm không? Không. Có mít luôn hả? Có mua không anh? Có mua mít không? Có mít không anh? Có. Mít nhiều ký. Mít nhiều ký anh. Anh vừa chứ mua mít hay cho mít đâu không mua. Đây là anh Thái Đình Khánh, phó tổng phó chủ tịch của Điền Quân. Đó, ảnh là phụ trách khối kỹ thuật. Nhưng mà ảnh với là anh Bu Coleman là đồng sáng lập của Điền Quân. Bà mà ai? Không ai biết ảnh kìa. Anh Coleman không giới thiệu. Không, chỉ lần đầu tiên xuất hiện trên kênh của Phương Dừa thôi đó. Anh Coleman anh giấu không à. Nhưng mà anh Khánh là phụ trách toàn bộ khối kỹ thuật về phim trường, về tất cả âm thanh, ánh sáng, tất cả mọi thứ luôn. Đó, đây là ảnh là đứng sau ảnh là đứng sau ống kính á, còn ông anh Coleman là anh cứ trời lên ống kính mà nên ai cũng biết ảnh đó. Còn à, anh, em mít là kêu anh này giùm mà dạ. Em chỉ mua mít thôi, Thái không là mít cũng thử. Đây em từng gian tới rồi nè, để giờ ra mở cửa xe em vô. Ủa anh Kiều Nha vô chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ rồi thôi. Cái phòng đó là giờ phòng nghệ sĩ mình hạn chế quay đi lại, họ không được tự nhiên. Quay nhiều quá không tốt, mình chỉ quay vòng giới thiệu sơ thôi. Còn quý vị khán giả yêu thích nghệ sĩ thì mình lên coi chương trình coi ha. Cảm ơn mọi người nha, chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong buổi tiếp theo. Bye bye.